Thùy Tiên, Trấn Thành phấn khích khi gặp ác nữ, The Glory. Vợ chồng Trấn Thành, Ha Ri Eun, Hoa hậu Thùy Tiên phấn khích khi gặp ác nữ màn ảnh, Lim Ji Yeon khi dự một sự kiện trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan. Ha Ri Eun và Trấn Thành cùng đăng khoảnh khắc gặp Lim Ji Yeon, nữ diễn viên được đặt cho biệt danh ác nữ màn ảnh với vai phản diện trong phim The Glory. Hoa hậu Thùy Tiên cũng có mặt tại sự kiện này và tỏ ra phấn khích khi được gặp nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Thùy Tiên cho biết Lim Ji Yeon vô cùng dễ thương và dịu dàng, khác hoàn toàn với hình ảnh sắc sảo trong phim. Ngoài Lim Ji Yeon, các nghệ sĩ Việt còn gặp gỡ Ryu Seang Ryong, tài tử của bộ phim Moving đang được nhiều khán giả Việt quan tâm. Anh còn từng góp mặt trong các phim Điều Kỳ Diệu ở Phòng Giam số 7, Nghề Siêu Khó. Họ còn gặp Lee Jung Ha, nam diễn viên đang được yêu thích với phim Moving. Nam diễn viên còn tạo dáng nhí nhảnh cùng Hoa hậu Thùy Tiên. Hoa hậu chọn một bộ cánh tông hồng cắt khoét mảng lớn ở lưng để tôn vẻ ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm. Nhận xét về liên hoan phim quốc tế Busan, Thùy Tiên cho biết đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và tuyệt vời, mọi thứ quá lộng lẫy và choáng ngợp. Người đẹp gần đây rất tích cực trong việc sản xuất các series truyền hình thực tế như Đu Đêm, Nông Dân, Những Điều Nhỏ Xíu, Điểm Trường Yêu Thương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.